nữ cho mình hỏi là mẫu người yêu của bạn như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì đơn giản lắm anh ơi. Cao khoảng 1m7, tại vì em hơi lùn tí, phải mập với anh. Tại vì em cũng mập nữa, nếu mà anh ốm thì đi với nhau giống như số 0 vậy anh ơi. Bên đây còn do. Ê, đừng làm tôi hoang mang nha. Không làm nhà gái hoang mang nha. Anh có uống rượu không anh? Tại công việc anh thì có rồi. Khi đi giao tiếp thì cũng thường uống rượu và cũng hơi về khuya. Không sao. Em có chịu không? Em thích uống rượu không? Trời ơi, kỳ lạ vậy. Người ta có người yêu, người ta có chồng, người ta thích không uống rượu, em thích uống rượu hả? Tại vì á, ba em, cậu em, ai cũng uống rượu hết trơn á, về đấu đâu có lại đâu anh. Phải uống rượu mới được. Coi như sở thích gì cũng lạ ha. À, còn em muốn có một người yêu thế nào? Dễ thương, cao từ khoảng 1m75. Còn ơi, nữ cao 1m75 gì đó mà. 1m75 là 1m75 là cây xào à. Em được không chị? Chết rồi. Còn quay, còn khó. Có khỏe không? Dạ khỏe hả chị? Chắc không? Chắc. Em là phóng viên mà chị, em đi nhà đi đêm. Phải có sức khỏe mới. Đi đêm là đi đâu? Tiếng dùng miền đó vậy mà cứ bắt bẻ quá. Tôi thết. Công việc em là làm bên mảng 389. Thường vậy đi đêm rất là nhiều. Lấy tiền nuôi vợ nuôi con. Có không? Dạ có. Muốn đám cưới tiền ai giữ? Cưới xong để vợ giữ.